làm quân có gì sai mà bữa đó ông lại chống? À, tôi bữa đó là tôi nêu lên những điểm tôi thấy sai. Ví dụ như ổng nói là ổng được tổng thống Mỹ rồi tổng thống các tổng thống mấy mươi mấy nước ở Liên hiệp Âu Châu ủng hộ ổng thế này thế nọ tranh đấu rồi ổng kiện Trung Quốc 36.000 tỷ đô la này nọ. Tôi nghe những cái kỳ những tin tức nó anh biết 1 tỷ đô la nó bao nhiêu triệu, 1.000 triệu mà 36.000 tỷ đô la, trời ơi nó có chuyện ổng không biết ổng 1 tỷ là bao nhiêu biết không, mà 36.000 tỷ. Chính vì vậy tôi thấy những điều ổng nói nó tào lao, thì tôi nghĩ rằng nó tào lao vậy thôi. Chứ còn nếu mà nó chống hồi này nọ ta, vì ổng đâu phải kẻ thù của tôi cũng không phải ai cũng là kẻ thù của tôi. Có những người tôi chỉ trích, những người tôi phê bình, nhưng không phải là kẻ thù của tôi. Kẻ thù tôi chỉ có là Việt Cộng và Việt Giang thôi à. Ông Đào Minh Quân tôi xác nhận ổng không phải là kẻ thù Tôi nói thật với ông Ngô Kỳ, nếu đúng ra mà không có Việt Cộng ấy, thì ông cũng không được ngồi bên Mỹ giờ này đâu. Có Việt Cộng ấy, đánh cho coi như là các ông cờ vàng ấy chạy, coi như là gọi là di tản chiến lược ấy, à chiến thuật sang tận Cali, thì các ông bây giờ mới được ngồi với Cali. Nên là phải biết ơn các ông Việt Cộng mới đúng ấy, không phải chống. Đúng. trong nước 90 triệu người á, mà tao công mấy trăm cái comment ý kiến thì tỷ lệ quá thấp đi. Do đó vấn đề đặt ra nó anh tôi nói rất là khoa học, anh cho tôi nói là bao nhiêu trong nước, tôi nghĩ là nó 60 triệu, 60 triệu có mấy vi tính phải mà khoảng 50-60 triệu người có internet, mà anh coi thế comment cùng lắm là 200-300 cho 1.000 đi, thì so sánh với mấy chục triệu thì coi Nhưng đi. mà Đấy, ví dụ ngược lại lại không thấy bên cạnh đó có comment nó chửi, nhưng mà lại không thấy comment là khen. Thế cơ, nó vấn đề mấu chốt ở chỗ tại vì đó. Ông đất nước anh độc tài quá, mà không, nếu mà bình thường là các anh cho công không an tới phải nhốt người ta ai rồi dốt, mà bốn bỏ người ta sao ra những làm gì cái chuyện đấy. Nếu độc tài thì làm sao mà dân chủ, cái đám dân chủ nó hú ấy, hàng ngày lên chửi tổng bí thư, chửi đảng nhà nước, có ai bắt đầu không có chuyện độc tài đấy. Ông chưa về ông không biết. Rồi bây giờ một vấn đề nữa tôi hỏi ông nhá, ông là người rất bảo vệ ông Donald Trump, ông chống cờ đỏ, thế mà ông Donald Trump về Việt Nam lại cầm cờ đỏ sao vàng vẫy, thế không thấy ông chống, hay là ông chỉ chống người thấp cổ bé họng, còn ông Donald Trump là tổng thống ông sợ ông không dám chống hả? Tôi đã nói trong thời điển không có gì sợ mà Ngô Kỷ, mà tôi Thế sợ ai tại sao chống trời cờ đỏ mà lại không dám chống ông Donald ơi. Trump? Chắc là chỉ bắt nạt Ông là quen Trump bắt ông nạt là người chính Việt. trị ông Trump ông là chính trị gia, mà anh biết chính trị gia họ làm bất cứ gì họ vì quyền lợi cho cá nhân họ và cho nước Mỹ. Ông Trump ông đi với tư cách là tổng thống Mỹ, do đó ông cho rằng cầm lá cờ đó là có lợi cho cá nhân ông để khỏi mất mặt ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc à, trong tình giao hảo, và đó là quyền lợi nước Mỹ để mà tỏ ra là giữa Mỹ và Cộng sản Việt Nam có sự liên hệ này nọ ngoại giao, thì ông ta cầm thì có quyền của ông ta, thì tôi nghĩ là Rồi, có gì để chống đấy, rồi, sợ em thế à, ông Trump ông đâu phải người quốc gia, ông đâu là người Việt Nam cũng bây hòa đâu, giờ có khi nào ông nói tôi là người chống cộng đâu, cho đó ông đâu có gì phản bội chúng tôi đâu, cái đó thì tôi thế cứ chống ông vậy thôi Ngô chứ ông Kỳ không phải phản bội. có nghĩ như là nhiều người cờ vàng và nhiều dân chủ nghĩ không? Tức là ông có nghĩ rằng là dân chủ thường nghĩ là gì? Là ông Donald Trump ủng hộ Donald Trump ấy, vì ông Donald Trump giúp Việt Nam đánh Trung Quốc lấy đảo. Thì ông có nghĩ như vậy như những vị dân chủ trong nước không? Không, tôi thì tôi tôn trọng của nghĩ của họ. Đối với tôi á, chẳng có một ông tổng thống nào, ông Donald Trump, Bill Clinton, Obama, Bush, Nixon, Reagan, Jimmy Carter, Kennedy hay này nọ, à, không có ông nào thương đất nước Việt Nam bằng chính người Việt Nam chúng ta. Không có Đảng Cộng Hòa, Dân Chủ, không có Policy, không có McConnell, không có John McCain, John Kerry, không có ông thượng sĩ dân biểu nào thương đất nước Việt Nam chúng ta, dù Cộng hòa Dân Chủ, thương đất nước, thương đồng bào chúng ta, quan tâm đến Biển Đông, quan tâm đến dân tộc, đồng bào chúng ta cả. Không có ai, họ không cha, họ là người ngoại bang, họ vì quyền lợi của nước cả họ thôi, và quyền lợi cá nhân, tất cả chính sách, những đường lối, những anh coi nữa, ông Obama, ông về, ông đem chuyện Kiều ra, ông đạp, rồi ông đem Lý Thường Kiệt, Ngân Quốc Sơn Hà, Nam Đế Tư này nè, ông biết gì về lịch sử Việt Nam, rồi ông về Việt Nam ông vẫn đọc những bài diễn văn, rồi ông bút câu thì về về ăn mặc áo dài khăn đóng, rồi ông biết cái tính gì ông phở, rồi
rồi ông Trump về cầm cờ rồi nói cờ vàng cờ biết này nọ, à, ca ngợi hay mà trứng này nọ, thì tôi nghĩ rằng đó là chỉ sáu ngữ, đó là vẫn ngôn ngữ ngoại giao. Và anh nhà truyền thông, anh biết ngoại giao rồi, anh truyền thông anh nói thì cũng đóng vai trò truyền thông, thì anh ngôn ngữ truyền thông nó cũng khác ngôn ngữ của Giờ đời ông Ngô Kỳ thường này, rồi đó, cái chuyện đó. tôi chờ mãi mà không thấy ông Ngô Kỳ là lên án ông Obama hay ông Donald Trump là bưng bô cộng sản, chờ mãi mà không thấy Không, tại vì họ đâu bưng bô, bưng chửi. bô là khi nào họ phạm tội cơ, nghĩa là những cái thằng mà Việt gian á, nó đi bưng bô là nó từng ăn bổng lộc của người quốc gia, người chống cộng, ăn cơm quốc gia, thờ ba cộng sản, do đó nó mới đi bưng bô. Bưng bô là hành động phạm tội, còn mấy ông đó ông đâu phạm tội, ông đâu có liên hệ gì đất nước Việt Nam Cộng Hòa, ông đâu có chống cộng đâu, do đó tôi không cho ông là kẻ thù, cho đó tôi đâu có chống, Một tại sự vì thực này này, họ đâu Ngô có Kỳ liên hệ này, đất nước họ mà. một sự thực nếu ông mà chống ông Donald Trump hay ông Obama ấy, là các ông ý chỉ cần một nút nhạc ấy là tống cổ ông người Việt Nam ngay ấy, trục xuất về ngay ấy, không À, dám nói chống, vậy à, à, không à, dám à, chống. à, anh nói giọng giống như mấy ông cộng sản là độc tài này nọ, anh nói vậy là sai. Nước Mỹ nè, anh coi họ treo cổ tổng thống, họ đốt hình nộm tổng thống, anh coi anh mà ông vượng ông vượng sắp mà tôi đó, những cuộc biểu tình vừa rồi đó, họ treo cổ rồi họ đập họ đá này nọ, đâu ai bắt bớ đâu, dân chủ nó khác cộng sản chỗ đó, cho nên các anh cứ lại Dân các anh chủ, làm trong dân chủ cái kiểu căn thế là đó, các anh giải dân quyết chủ, chuyện coi như tự do là ngôn kiểu luận mà vô các văn hóa, thế là không phù hợp với văn hóa người Việt Nam. À, ông có kỳ này, hỏi ông một chút, ông phải nói thật nhá. Tức là ấy, cái chức tổng thống của ông Đào Minh Quân ấy có to không? Tổng thống Đệ Tam Cộng Hòa. ông Đào Minh Quân nào vậy, Ông tổng thống Đào Minh Quân mà Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa. tổng thống nào, Đào Minh Quân. tôi biết ông Đào Minh Quân, tôi biết ông Đào Minh Quân chứ tôi không biết tổng thống Đào Minh Quân. Đấy. Thế thì ông quan tâm tình chính trị người Việt ở quốc gia như vậy mà không biết ông Đào Minh Quân là tổng thống Đệ Tam Việt Nam Cộng Hòa, là ông nói phép. Không, tôi chỉ đối đầu với Việt Nam, Việt Cộng thôi, chứ còn mà những người khác, cá nhân là họ tôi còn nhận nghĩ. À rồi, Tôi đương đầu Việt Cộng, Việt Nam bây thôi. giờ nhá, tôi có từng xem được một cái video ông tố cáo Đào Minh Quân là Việt Gian đúng không, ở trên phố Sa TV đấy, thì lý do là sao ông lại coi ông Đào Minh Quân là Việt Gian? Không, tôi không bao giờ tôi tố cáo ông kia là Việt Gian hết. Anh bây giờ anh chứng minh, anh cũng hơi nói tào lao lắm, lúc nào anh cũng bịa ra một chuyện, bây giờ chứng minh cái chữ nào tôi nói là Việt Ở Gian, trên phố rồi tôi Vô nói Gia ai TV là cách đây 3 năm, cách đây khoảng 3 năm có một cái video mà trả lời ông Vũ Hoàng Lân ấy, là ông có bóc mẽ ông Đào Minh Quân. đó, nhưng tôi không hỏi ông là Việt Gian, hai cái khác nhau, bắt mắt nó khác và phản đối khác, nhưng Việt Gian là khác, Bởi Việt vì Gian nhá, là có chữ Việt Gian ông nó Ngô khác. Kỳ, ông vừa nói anh là anh biết anh biết chữ Việt Gian là sao ông Ngô Kỳ vừa không, nói Việt là Gian ông là chỉ sao, chống những người Việt Cộng và Việt Gian. Thế thì ông chắc chắn ông Đào Minh Quân không phải Việt Cộng rồi, thì ông chống Đào Minh Quân thì chỉ có thể là ông là Việt Gian ông mới chống thôi. Ông vừa tuyên bố ông chỉ chống tôi Việt không Cộng Việt chống ông Gian Đào mà. Minh Quân đó, tôi không chống Đào Minh Quân đó, tôi chỉ trích, tôi phê bình ông những cái gì mà tôi thấy rằng ông sai hay không đúng sự thật, tôi là người tôn trọng sự À thật vâng. và tôi đi Thế mổ xẻ những vâng gì vâng tôi thấy, cái ông đâu Ngô phải Kỳ ơi. chấp hay ta chấp. Thế Tôi không thể trả lời cho mấy bốn triệu người hải ngoại, nhưng cá nhân tôi, anh nói được ngồi tại Cali, được ngồi tại Mỹ, anh không hiểu về quá khứ tôi là cái gì, à này nọ, tại sao anh làm giống như được qua Mỹ, một sự vinh dự, vinh hạnh, do đó tôi mới làm hai câu đối đó: Đất Việt mừng xuân hờn vong quốc, trời Tây đón Tết hận ly hương. Chúng tôi ly hương, chúng tôi hận lắm, buồn lắm, chắc chẳng hãnh diện gì đâu anh, bỏ quê hương đất nước ra đi, nó không phải là một người vinh dự, vinh hạnh, hãnh diện gì cả, do đó các anh đừng. Nhưng vì chúng tôi chống lại cộng sản và tôi cũng phải ra đi thôi. Anh biết có 500 người, nửa triệu người chết trên vùng vượt biển, họ đem hy sinh mạng sống như vậy, đem cái giá cái bản thân họ họ đi như vậy, không phải vì để mà cơm no áo ấm, bị bơ sữa như những người lãnh đạo cộng sản nói đâu, Không, như này nhưng này ông Ngô cái Kỳ lý tưởng này, tự do quan trọng lắm. khi hòa bình thống nhất lập lại ở miền Nam vài chục triệu người thì đa số người ta là sống, và những người lính ngụy cũ ấy, người ta sống hòa nhập, chỉ có một số, nó không phải là đa số, không phải đại diện, nó bỏ đi, và những người đó là vô trách nhiệm đất nước khi mà đất nước vừa chiến tranh xong còn đổ nát, lẽ ra là người đàn ông sức dài vai rộng phải ở lại để cùng kiến thiết xây dựng đất nước. Và lúc đó là hai đầu biên giới đang căng thẳng thì phải góp phần bảo vệ Tổ quốc, giữ quân trước trước quân bành trướng xâm lược, thì các ông lại bỏ ra nước ngoài. Thế cái giá phải trả của ông ấy là như vậy thì ai làm gì đâu, tự ông bỏ đi
không trốn tránh trách nhiệm với cả nghĩa vụ về quê hương tổ quốc, trốn tránh coi như trách nhiệm xây dựng tổ quốc và bảo vệ tổ quốc, đúng không? Thế thì các ông Anh rất là thuộc bài, anh thuộc bài này tôi nhớ tiên giáo năm trăm trang 55 đó, tiên giáo ban ban tiên giáo họ có viết bài này giống như anh nhìn khoảng trang không, 55 cái đấy 56 là gì, cái hiện rất thực, là thuộc, anh rất là thuộc bài, rất là giỏi à, cái giáo đó dục là thế cái sự thực nhìn thấy đúng không? Lẽ ra thời đó ấy, ông Ngô Kỳ ấy, là đang tuổi cầm súng ấy, thằng Trung Quốc thằng Bôn Bốt nó đánh An Giang Kiên Giang ấy, là phải cầm súng bảo vệ tổ quốc ấy, sức dài vai rộng để lại coi như là theo cờ vàng di tản chiến thuật tận Cali Fort, mà lại còn đổ tại cái giá phải trả đấy, các ông trốn tránh trách nhiệm với quê hương, nên là phải cùng quê hương để kiến thiết xây dựng tổ quốc từ đống đổ nát, đúng không, để hàn gắn vết tranh cái vết thương chiến tranh, thì đám đông sức dài rộng lại bỏ chạy đấy, trong khi là anh những thập niên 70 80 đầu tám đấy, cuối thập niên 70 và đầu thập niên 80 đấy, Trung Quốc nó đánh mình đấy, nó gây căng thẳng biên giới, thì lúc đấy các ông sang bên kia ông ngồi, trong khi là để những người cộng sản ở lại là đánh đuổi quân bành trướng xâm lược, đúng không? Thì ai là người hèn với giặc, ai là người ác với dân, ai là người anh dũng chiến đấu? Ông bảo là đừng nghe cộng sản nói, ông thấy không? Cộng sản nói đánh cho Mỹ, Mỹ cút, Mỹ nhào là nói, và gì giữ vững độc lập dân tộc là đánh cho bành trướng phải chạy về 27 ngày là phải chạy về. Còn nghe người cộng hòa nói nhá, ông Thiệu ông bảo là rời cái tổng thống là ông thêm một tay súng cho quân đội, thế mà cũng ông tích sang coi như là Hoa Kỳ ông mang theo 16 tấn vàng ấy, mà nhìn cộng sản Nam ấy mà nghe Việt Nam Cộng Hòa nói, thế ông thấy đúng không? Ông là Thiệu, đã xong chưa, ông Thiệu ông bảo là ông anh rời, xong nha, đẹp đẹp, bây giờ tôi hỏi ông Ngô Kỳ nhá, anh nói dài quá làm sao tôi nhớ hết, để tôi nói nhưng lại mà bây giờ nói rồi anh nói đi. tôi hỏi ông Ngô Kỳ nhá, ông trả lời đúng hay sai, có đúng ông Thiệu ông tổng thống ông bảo ông rời ghế tổng thống là Rồi quân đội thêm tay súng, đúng anh không, nói dài quá, có đúng không? anh nói từng khúc để tôi có cơ hội tôi nói, còn không thì anh nói một mình anh nghe thôi, tôi ngồi À, nghe anh nói toàn gian bài. Bây giờ trước thấy tôi xin lỗi anh nè, lâu nay tôi nói anh như lượm viên và bò đỏ, có cái này tôi nghĩ rằng cái level anh cách nói chuyện anh nó cao cấp hơn, tôi nghĩ anh làm trong ban tuyên giáo hoặc bộ chính trị ok, do đó nếu mà tôi lặng lặng mà trước tôi nói anh như lượm viên, như lượm viên đã đánh thắt là ví dụ Hoàng thì Nhật Lệ hay này nọ, hay là này nọ đó, anh chị này nọ mấy đàn em á thì đó, còn anh qua qua nói chuyện này tôi nghĩ cái level anh cao hơn, anh ban tuyên giáo bộ chính trị của anh đảng này nọ thì ok ok ông Ngô Kỳ, ok tôi xin lỗi trước ông Ngô Kỳ này chụp mũ tôi đấy, ông quen chụp mũ cối bên kia, không 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 ông không chụp không mũ tôi là người dân bình tôi thường. đánh giá cho anh chụp mũ, tôi đánh tôi đưa lên anh lên mà cho đâu chụp mũ được. Thứ hai nữa đó là vừa rồi anh nói anh cái lý do mà những người mà Việt Nam còn ở lại đó, tôi không nói miền Bắc nha, miền Bắc họ cũng đi vào trong Nam, họ đi di tản cũng một số người đó để đi qua đường Hồng Kông này nọ, những người Hải Phòng đó anh biết Hải Phòng họ đi di tản rất là nhiều, họ qua Canada rất là nhiều, Hải Phòng là người Bắc của anh á phải không nè, ủa họ sống dưới chế độ cộng sản sao họ đi vậy ok, tôi nói cái sắc mắt cái chứng nha, không anh để hồi nãy giờ anh nói nhiều rồi bây giờ anh để tôi nói, còn không anh muốn nói để nói đi ok, Những cái thì để người tôi ở Hải nói Phòng những cái ấy cũng là những người vượt biên, cũng chỉ một số nhỏ thôi, nó không phải là đa số, chiếm đa số với những người miền Bắc, đúng không ạ, nó chiếm số nhỏ. thì lại gì khó đi, ở ngôn ngữ Bắc thì cũng khó đi, khách quan mà nói thì tiếng đi nhiều, những người không đi được mà tại vì không có cơ hội có phương tiện đi, anh nhớ thời xưa người ta nói đó là cái trụ điện nó đi được nó cũng đi mà, Nhưng mà tại nhai vì đi không được thôi chứ không phải là họ muốn tha thiết gì ở anh lại bảo đâu. là những người miền Bắc mà có điều kiện đi họ cũng đi, anh nói như thế như vậy cũng là võ đoán, vì Cái trụ điện anh đâu nó phải, đi nó cũng vì đi. vì ông Ngô Kỳ không phải họ nhá, nên ông không thể suy nghĩ thay họ và hành động thay họ được, nên ông chỉ nói là theo cái chủ thì quan của tôi ông thì thôi đó thì ai ai cũng đó. hiểu câu đó rồi, ai bạc bằng chứng bây giờ anh coi nè, tôn Nguyễn Xuân Phúc nè, tôn Nguyễn Phú không không Nhàm, không tôn tôi của giao hẹn với ông ông rồi, ra ông không được động đến lãnh ông đạo, gì cũng không qua ông Ngô Kỳ Mỹ, tôn Nguyễn Tấn Dũng cũng qua Mỹ, không ủa qua nước Mỹ Mỹ nó xáo vậy mà ra qua Mỹ à, làm không cái gì, tôi có nói nước Mỹ xấu đâu, tức là cái thứ thấy hai nhá, không không bây giờ nhà ông Ngô Kỳ này tôi đã giao ước với ông rồi là không động lãnh đạo Việt Nam và không động Hồ Chí Minh, đúng không, còn không còn tôi nói không luôn đâu nhé, đâu 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 tôi tự nói những đứa con nó thì đó sự thật, anh có phải công 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 nhận những con cá những người lớn đó qua Mỹ à nè, thì bây giờ những người này họ đi có đi họ tìm thấy tự do ở nước Mỹ thì không thôi, tại vì hồi nãy anh họ là tôi họ nói qua là sao đó bê con
con ông lãnh đạo sang đấy, ông con ông Dũng ấy là vì tình yêu, luật pháp đâu cấm, luật Việt Nam cũng không cấm, vì tình yêu với hôn nhân họ có quyền. Càng như vậy mà chứng tỏ Việt Nam Đến ngày anh biết là ngày xưa cộng sản không cho yêu Mỹ ngụy nha, không yêu cho yêu con lấy ngụy là không được nha. Bây giờ là đi dạy tư đủ rồi, thay đổi chính sách rồi hả? không phải thị chính sách này, Anh bởi biết câu vì của Nguyễn Tấn Dũng lấy một câu của ông trung tá đạ tá của quân lực Việt Nam Cộng hòa đó, thế như vậy thế là thì sai câu của trước Nguyễn hết vậy. nha là gì, con đồng ý là đi với theo diện hôn nhân có nghĩa là luật pháp ở Việt Nam không cấm, luật pháp Mỹ không cấm đúng không, thì ai cấm. Cái thứ hai là gì, À, tôi không nói được pháp Mỹ, tôi à đâu như nói vậy được pháp Mỹ, tôi đang nói về Việt Nam, luật pháp chính không sách cấm, của Việt Nam. luật pháp không cấm thì là con đồng ý có quyền sang đó hôn Đây đây, nhân tôi để tìm đâu hạnh nói, phúc. tôi đâu nói có quyền, tôi ý tôi nói về vấn đề chính trị đó, quan À điểm không, chính trị đó. Rồi thứ hai nữa, anh nói tại sao không ở lại quánh Tàu? Ủa, ngày xưa Tàu ở Việt Nam cộng sản ngày nào là môi thửa răng lạnh, bốn chữ vàng 16 chữ gì đồng đồng không không vàng không gì không đó, không ủa mà sao tại sao đâu đánh nhau vậy? không ông nói là ngày xưa ấy, bốn chữ vàng hồi đó chưa có, 16 chữ vàng chưa có. Từ tôi hỏi ông nhé, ông Ngô Kỳ sang Mỹ năm nào? Môi thở răng lạnh, môi Ok thở răng lạnh bây giờ năm 79, 79 Đàm Vĩnh Bình đã dạy cho bài học đó, là hồi đó có đã có Trung Cộng nó giúp cho Việt bây giờ Nam nha, đánh Điện Biên Phủ này nọ mà, tôi hỏi đánh ông Ngô miền Nam Việt Nam Kỳ, có Trung Cộng mà. tôi hỏi ông Ngô Kỳ ông sang Mỹ năm nào, năm bao nhiêu? 75 Năm 75. Rồi thế có rất nhiều người đi diện HO hay vượt biên mà cũng là người quốc gia đấy, là những cái năm mà 78, 79, 80, thậm chí là năm 89, 90 đúng không? Ông có công nhận điều đó không? rồi Tôi không nói trường hợp Ngô Kỳ, đó, rồi nhưng tôi tất biết cả trường hợp đó là họ trốn chạy, họ không vô trách nhiệm, không coi như là không góp phần bảo vệ quê hương đất nước khi mà thằng Trung Quốc nó đang chiếm Việt Nam đúng không? Những họ chán ngán thành đồng thời nghĩ Trung Quốc với cộng sản Việt Nam nó à xem không, xem mà. đấy là bao biện, đây là sợ chạy thì nói rồi. Bây rõ ràng là gì? Đang đó. Lúc những cái năm mà 80, thập niên 80 ấy, là Trung Quốc Việt Nam rất căng thẳng. Mà các ông Cộng Hòa nhiều ông vượt biên bỏ mẹ được ấy, đúng không? Đấy là các ông trốn chạy, các ông gì có cái lòng yêu quê hương, yêu tổ quốc đâu. Mà các ông cứ kêu là ghét Trung Cộng, là ghét Trung Quốc mà có dám ở lại để đánh nhau để bảo vệ quê hương tổ quốc Họ đâu. chán, họ chán sự lãnh đạo của cộng sản, họ bỏ họ đi thôi. Điều đó chứng Không phải tỏ là chán. cái nếu họ thương họ là phải Nhiều rồi. người ấy, họ cũng thừa nhận là gì? Vì khó khăn họ đi đúng không? Vì kinh tế. Như vậy là họ không cùng đồng cam cộng khổ được, đồng hành cùng dân tộc được. Một đất nước đánh nhau Cho mấy dù vì kinh tế cũng đất nước mà này lãnh đạo tồi tệ mà này kinh tế cũng vừa chiến là tranh vấn đề xong chính thì trị nó là phải vừa chứ chiến bé. tranh xong nhá ông Ngô Kỳ ạ, vừa chiến tranh xong thù dông giặc ngoài với các ông liên tục chống phá rồi phun rô rồi đào rồi rồi Việt Tân đưa quân về, thế thì làm thời gian đâu mà còn chưa kể cấm vận cả Mỹ và đồng minh nữa, thì thời gian đâu mà khôi phục kinh tế nhá, trong khi thù trong giặc ngoài mà bao nhiêu tàn dư nhá, hậu quả để lại từ thời Mỹ Ngụy nào đĩ điếm xì ke ma túy, nào là nợ Hoa Kỳ, nợ ở nước ngoài, là ông cộng sản phải trả nợ hộ công Việt Nam Cộng Hòa đấy, công xem lại lịch sử xem, chính cộng sản phải trả nợ cho các ông Cộng Hòa đấy, trả nợ rất nhiều tiền cho Mỹ đấy ông không, đúng không ạ? Ở cách đây khoảng một tuần ông có viết bài ông chửi cái ông Nguyễn ông gì ông Lê Văn Xanh, ông nghĩ là ở trong ban quản trị ở Houston ấy, ban quản trị cái bảo bảo kê cái lá cờ vàng ấy, thì lý do là sao ông ấy chửi ông Lê Bảo Văn trì, Xanh? bảo trì, bảo trì, gồm bảo Vâng trì, vâng vâng bảo trì nhưng mà bảo kê không ạ? bảo Vâng kê nó khác, bảo trì nó khác, vâng bảo trì, vâng vâng thế lý do là sao ông bảo Ngô kê là anh làm du đảng Kỳ? đi, bảo kê cái đồng Mỹ này nọ, Không, bảo kê. tôi nói nhầm, có nghĩa là tôi không hiểu, tôi chưa nghe cái từ bảo trì lá cờ bao giờ, vì tôi thấy là họ chỉ bảo trì xe cộ máy móc này chứ chưa thấy bảo trì lá cờ, thế là tôi nói nhầm là lấy lộn là Là cái đặt bảo tay. kê. Ừ thế thì thôi, thế thì lý do vì sao ông ấy chửi ông Lê Văn Xanh? Tại vì tôi nghĩ ông ăn tôi là người tôn trọng sự thật, bảo vệ sự thật, và tôi thấy những điều ông tuyên bố trên đài anh phải không? Không phải trên đài nửa vào cái đất. Những điều ông tuyên bố ông nói nó không đúng đúng sự thật. Thì tôi thật tình ông này ông còn lâu này là ông là cựu thiếu tá pháo binh Việt Nam Cộng hòa. Anh thấy có đèo tôi Việt Nam Cộng hòa, quốc gia cộng sản, mặt trận giải phóng mà này, tướng tá tổng thống không biết gì hay chủ tịch nhà nước là ai mà tôi thấy sai để tôi lên tiếng ấy. Do đó tôi không riêng gì chỉ chống cộng sản mà tôi chống luôn cả những người quốc gia mà tôi cho là nhổm là sai, tôi còn chống, tôi chống các ác chứ không riêng gì chống một chế độ. Nhưng đối với cộng sản thì tôi chống nhiều hơn thôi.
Thì anh thấy bằng chứng ông thiếu tá Viên Xanh là thiếu tá Việt Nam Cộng Hòa chức lớn lắm, nhưng tôi vẫn lên tiếng. Mà tôi không riêng lên tiếng một mình ông, nhiều ông tướng, ông tá bên này tôi đã lên tiếng rất nhiều. Những tờ báo như tờ báo Người Việt lớn nhất ở đây, SBN, của Trúc Hồ nổi tiếng này nọ, tôi vẫn chống. Tôi chống nhiều thứ lắm, nhiều người lắm. Để chứng tỏ tôi rất là khách quan và tôi không có sợ sai ai cả. Thì bằng chứng là trong khi ba lá cờ vàng ba sọc đỏ Việt Nam Cộng Hòa, lá cờ Hoa Kỳ, lá cờ Texas, nó bị rách, thì ông Văn Miễu Hô Bơ Võ là cái chủ đất cái khu đó, ông thấy vậy, ông cho người gỡ xuống và đưa cho cô Bích Trang về khâu may vá lại. Tại vì như tôi đã nói đó, những lá cờ đó nó mắc lắm. Nếu nó chính xác thì không biết lá cờ nó họ mua cái loại nào cả. Thường thường có những lá cờ mấy trăm đô, có những lá cờ ngàn, có lá cờ tới 4-5 ngàn, 5-6 ngàn, có nhiều loại, cái gì nó cũng có nhiều giá. Bên Mỹ này có nhiều thứ nhiều giá, ngay cả áo, anh mặc cái áo đều mua cái áo có 5 đồng 10 đồng, nhưng những người mà giàu có họ mặc áo có mấy trăm đô la, ngàn đô la thì tùy, tại vì mình không biết thôi. Cũng giống như đồ ăn, tôi cho anh biết ở Dubai một cái beef steak tới ngàn đô la hay này nọ, hay một cái miếng cá tới 700-800, 2 ngàn 3 ngàn đô la, tại vì mình chưa đủ trình độ, mình không có tiền cho đó, mình không biết thôi, cho đó mình ngạc nhiên. Thì ông Lê Văn Xanh ổng lên ổng trả lời, ổng là tôi là ban bảo trì, tôi đi qua cái tượng đài đó tôi không thấy lá cờ nào bị rách cả, trong khi hiện tại cô Bích Trang đang giữ ba lá cờ rách tả tua. Thì như vậy là ông nói láo, ông nói như vậy để có cớ ông nhục mà ông làm xấu mặt ông Hô Bơ Võ. Dù rằng ông Hô Bơ Võ đối với tôi chẳng có quen biết hay là binh vực gì, ông có những cái tội lỗi với cộng đồng thì cộng đồng sẽ trừng trị ông, xử sự với ông. Nhưng cái chuyện mà lá cờ rách là có thật, nhưng ông thiếu tá Lê Văn Sành ông nói không rách, điều đó ông nói láo, và tôi cho một thằng vô liêm sỉ. Dù rằng ông ta đang phụ trách bảo trì cái tượng đài này nọ là cái chuyện của bên Houston, nhưng với tư cách một người mà vô liêm sỉ nó láo như vậy, nó tào lao như vậy, và tôi khinh bỉ chính vì vậy nên tôi viết một cái bài và tôi đưa bằng chứng để tôi lên án, để người ta thấy cái sự vô liêm sỉ và sự bất dạy và lưu manh của ông ta. Thôi Cảm ơn ông Ngô Kỳ. Ông tại sao anh cười, tại sao anh cười, tại sao anh cười? Tôi nói rất là nghiêm túc mà tại sao anh cười? bởi vì thực sự là ông Ngô Kỳ hôm nay nhìn là sau khi hỏi Covid xong ông trả lời đài Việt Vision mà thấy ông cười, trông ông cũng khá là kháu lão. Đặc biệt là vừa xem cái video sáng nay ông Trần Quang Thách đấu Ngô Kỳ, thấy đọc bình luận mọi người mà không nhịn được Sao? cười. Bởi vì sao, ông Ngô Kỳ nói là ông thiếu tá Lê Văn Xanh là chức to, thiếu tá là to, và rồi tướng Lớn nhất tá đấy, sĩ quan nghe ta. nó nói với ông là thiếu tá sĩ quan cũng không bằng tổng thống. Ông Đào Minh Quân là tổng thống kìa, và ông Ngô Kỳ còn chửi thì ông thì ai cũng không chửi. Và đặc biệt ý là có một cái thông tin ý là hôm trước xem ông Ngô Kỳ lên án cả Việt Tân, lên án Việt Tân đúng không? Ông Ngô Kỳ lên án Việt Đúng. Tân là cũng là dạng bưng bô, rồi ông chửi cả Đúng. Trúc Hồ kênh Súng Bằng Tiếng Nổ FPTN á, Đúng nên rồi. thành ra là Đúng rồi. người ta gọi ông là thánh chủ mũ, mà tôi buồn cười vì câu đó thánh. Không, 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 không. Tôi hỏi anh đừng chút hồ, nó là trừ chống cộng mà hắn nói là giải thể đảng cộng sản là sai. Tôi hỏi anh làm sao tôi không giữ được, chứ không buông bô là gì? Rồi nó xin chút nhân quyền, chúng ta hãy tôn trọng xã hội chủ nghĩa. Tôi hỏi một cái thằng đi chống cộng đi tuyên bố như vậy thì nó buông bô là gì? Không, Nó không là tay sai tôi không nghĩ có là ông gì Trúc Hồ là nghệ nhá. sĩ, ông có tài năng, ông sáng tác nhiều bài hát rất hay, công nhận, đặc biệt là giai điệu rất ra Cái chuyện diết. nó khác, Ví dụ cái lĩnh vực không, khác, tôi nói lĩnh chuyện vực khác. ông ấy có tài năng, ông có tầm hiểu biết nên ông không phải bưng bô, và ông ấy cũng có cuối đời rồi, ông nhìn nhận ra sự thật ở Việt Nam, ông nhìn ra tính ưu việt của xã hội chủ nghĩa nên ông ấy tôn trọng xã hội chủ nghĩa chứ không phải bưng bô. Đó là ông Thì nhìn đúng ra sự rồi, thật, ông cho ông Trúc Hồ bưng bô mà tôi lại cho là ông Trúc Hồ nhìn ra sự thật. Bây giờ ông sáng mắt sáng lòng, ông nhìn ra sự thật ông ca ngợi, thế thôi, đâu phải bưng bô. tôi chống ông cộng sản mà ông đi binh thằng đó, tam đồng luận ông biết không? Trúc Hồ, ông Võ Trâm là cộng sản,
ông bổ trăm ca ngợi Trúc Hồ. Tất nhiên Trúc Hồ là ai thì cũng liên hệ là cộng sản thôi, thì tôi chữ là đúng. Tam Đồng Luận ông có học Tam Đồng Luận như không ta? Yeah. Ông học tiếp Tam Đồng Luận đó. Socrates là người, con người phải chết thì Socrates là phải chết. Thì bây giờ ông là cộng sản, ông ủng hộ cộng sản mà ông đi ca ngợi Trúc Hồ, tất nhiên Trúc Hồ Không, không đồng bây quan giờ điểm nha cộng nhá, sản cái gì bây giờ đó. tôi nói tiếp tục nhá, ông Ngô Kỳ nhá, những người dân chủ trong nước ấy vẫn nói là Việt Vision, cả ông cũng nói, đúng không? Việt Vision là kênh bưng bô, là kênh mà của dự luận viên, ai lên Việt Vision ấy, đều là dự luận viên, ông Ngô Kỳ lên Việt Vision cũng là dự luận viên, cái kiểu thế thì tam đoạn luận này, logic học. No. Tôi lên tôi nói theo quan điểm tôi, còn còn tại tại vì khác xe khác nhau, tôi Rồi, nói đi quan bây điểm giờ tôi, nhảy. tôi đang nghe đi quan điểm tôi. Rồi, bây giờ nhá. Bây giờ Việt Tân đi. Hôm trước ông vừa lên án Việt Tân. Thế Việt Tân là chống cộng. Mà ông, ai chống Việt Tân? Người đó là cộng sản. Thế ông chống Việt Tân, ông là cộng sản. Người ta chụp mũ ông vậy ấy. Tôi đâu cho Việt Tân là chống cộng sản đâu, nó là cổ nhục kế cộng sản với Việt Tân là một thôi, đó là ngoại vi của cộng sản Việt Nam. Anh biết con Hồng Phụng không, Trinity Hồng Phụng không, nó về Việt Nam nó đứng dưới cờ cộng sản búa liềm đảng cộng sản Việt Nam vinh quang, nếu nó chống cộng làm sao nó về Việt Nam, nó là lãnh tụ của đảng Việt Tân, con Trinity Hồng Phụng. Bây Có giờ nó là lãnh lãnh đạo của tổ chức RISE đó. Này nọ bây giờ thì tôi hỏi này, anh nó, nếu cái chống cộng làm sao nó về Việt Nam được? cái con bé Hồng Thuận ấy, là nó có một bức ảnh nó chụp ở trước cái tượng Bác Hồ, đấy là cái việc mà đi làm từ thiện. Nó làm từ thiện thì nó ra ủy ban cái mặt trận tổ quốc để nó bàn giao cái quà và gạo, thì cái trụ sở mặt trận tổ quốc Việt Nam thì phải có tượng Bác Hồ và cờ đỏ sao vàng, thì Hồng Thuận đứng trước đó là bình thường. Nên là tôi nói Anh đấy. cộng sản anh đi binh vực cộng À sản không. đúng rồi, anh cộng À. sản binh À, vực cộng sản đúng rồi. à tức là Tôi hỏi anh nếu nó chống cộng là tôi, nếu nó chống cộng làm sao nó được về, bây giờ tôi hỏi anh làm sao một tôi chống cộng à lãnh được đạo rồi. của đảng Việt Tân Ô, chống cộng ok. tại sao nó về Bây giờ nhá, ông Ngô Kỳ của Trung Quốc không? Ông có đúng không? Ông công nhận là có cái gì không? Ông Ngô Kỳ của Trung Quốc không? cái gì cái gì Ngô Kỳ có chống cộng không? tôi chống cộng chứ. Rồi. Thế bây giờ ông Nguyễn Thanh Sơn mời ông Ngô Kỳ về Việt Nam ấy. Mà ông về Việt Nam thì tôi hỏi là Ngô Kỳ chống cộng, sao Ngô Kỳ được về Việt Nam? À, tôi đâu có về đâu, À, tôi có về không, ông mời tôi đâu có về à không, đây là ông không về, còn Việt Nam, còn nhà nước Việt Nam ấy vẫn cho ông về. Ông Nguyễn Thanh Sơn, thứ trưởng ấy, chủ nhiệm ủy ban vẫn mời ông về, đúng không? Nếu ông nhận lời về thì có phải là ông chống cộng mà ông vẫn được về tại không? vì ông nghĩ tôi theo cộng sản nhưng tôi không theo, còn Hồng Thuận nó theo cộng sản vậy đó, mời nó về hay nó đi về là nó Rồi, theo cộng sản chứ, ok. như vậy tôi không Và theo nó khác. xin xin chúc ông Ngô Kỳ là phát huy cái tinh thần chụp mũ, tức là Việt Tân cũng là cộng sản, đúng không? Ông Ngô Kỳ vừa nói nhá. Tôi hoàn toàn không có chụp mũ, Rồi rồi. tôi hỏi ông lần nữa, Hồng Thuận có về đứng dưới hình Hồ Chí Minh cờ đỏ sao vàng cờ Có. búa liềm và đảng cộng sản Việt Nam vinh quang vùng Nam không, có không, Có. có không, Có. có mà Hồng Thuận có chống cộng hay không, Hồng Thuận là thành viên Việt Tân, là thành viên có chống cộng phản không, động khủng bố Việt Tân. mà tại sao là đảng cộng sản Việt Nam bộ không biết Hồng Thuận, sao để Hồng Thuận về thì còn một phản động như về về Việt Nam, anh mâu thuẫn không, anh Không. cái việc vi sinh anh là chấm là phản động hay này nọ gì, mà tại sao anh để cùng một công phản động như vậy, Bây giờ như rồi này. anh là kiểu Không mà rồi. cắt ghế cho nó đứng ngồi nó đứng. Bây giờ tôi cảm ơn ông Ngô Kỳ và chúc ông là phát huy cái tinh thần vạch mặt Việt gian nhiều hơn nữa. Tức là gì? Theo ông Ngô Kỳ là Việt Tân là ngoại vi của Cộng sản, đúng không? Và Trúc Đúng Hồ rồi, cũng... lâu này rồi, Trúc... lâu À này. vâng. Trúc Hồ là gì ạ? Trúc Hồ là bưng bô. Vâng. Cũng ngồi vi cộng sản, còn tay Vâng. sai cộng sản, À, báo người rồi. Việt nữa, Dũng này cũng tay sai Ờ cộng sản rồi. luôn. Còn Phan Phan Kỳ Nhân. Phan Kỳ Nhân thì sao ạ? Phan Kỳ Nhân là chỉ là anh ông già ông lú lẫn thôi, ông có tinh thần quốc gia nhưng ông lú lẫn, ông lú lẫn ông đi binh vực những người Việt gia ngày nọ thì có, nhưng ông không phải Việt gia, ông Rồi. tinh thần quốc gia Thế bây có. giờ ông chủ kinh radio, ông Ngụy Vũ, ông ấy cũng treo cờ vàng ấy, ông ấy cũng là theo Ngô Kỳ thì ông Ngụy Vũ là cộng sản đó Ngụy Vũ đi bưng bô cộng sản, ông đi bưng bô ạ. cộng sản, Rồi. không không phải tay sai có thể đi bưng bô thì có. Thế thì cuối cùng ông Ngô Kỳ chống hết, cuối cùng chỉ còn tao nùng nàn Anh nói tào lao, nước Mỹ anh biết là ở ngoài này khoảng 4 triệu người, nước Mỹ khoảng 2 triệu người Việt Nam, mà hồi nãy giờ anh kê ra tôi khoảng lắm 10 người, 20 người, cho 100 người đi, nhiều người nói Ngô Kỳ đặt an, Ngô Kỳ cũng chống mà nói láo.
tới 2-3 triệu người, bằng 100 người tỷ lệ trời ơi, 1 phần mấy ngàn nè. Mà gì thì nói vô kỹ gặp ra cũng chấm, các anh nói không có một cái chuyện lý luận nào Thôi chấm. Hồi thôi nãy giờ anh nói tôi chấm khoảng 10 người, cho 100 người đi, tôi biểu tình 100 người, chấm 100 người đi. Với dân số ở đây 2 triệu người ở Mỹ thì 100 người so sánh 2 triệu rất là ít. nhưng mà ông Ngô Kỳ Hiểu không? ơi, không phải 2 triệu người ở Mỹ, người Việt ở Mỹ là ai cũng chống công, phải nói đi phải nói Ủa lại. họ tị nạn, đa số là họ tị nạn, họ phải chống cộng họ mới đi qua Mỹ chứ. Anh thấy hầu hầu hết là À những người không chống không, cộng bây mà. giờ nhá, những người lên kênh Việt Vision nhá, rất nhiều người là gọi là tị nạn đấy, nhưng mà họ vẫn ủng hộ Đảng Cộng sản. Tôi kể ra ông nhá, từ Thì ông anh do đó mới đấm đấm họ mới là họ mới là họ 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 mới là những tay mà Việt Gian, do đó gọi là Việt Gian đóng dấu cờ mới mới gọi là Việt Gian có đóng dấu cờ những loại đó đó, tại vì đó những người chết, những anh thấy tôi ít chửi cộng sản lắm, tại họ cộng sản rồi tôi ít chửi lắm. Như anh rồi đâu tôi đâu chửi, tại anh cộng sản rồi tôi đâu chửi anh chi nữa, nhưng tôi chửi những thằng Việt Gian, những thằng đóng dấu trở cờ, thằng thằng này này thôi, anh hiểu không? Thì do đó vấn đề ra, do đó tôi bây giờ tôi quay về cái chính sách chiến thuật của tôi đấu tranh là tôi lột mặt Việt Gian, chứ Vâng. còn Việt Cộng thì cả nước chửi rồi, cả Vâng, nước chửi rồi tôi đâu hy vọng chửi là nữa. ông Ngô Kỳ phát huy lật mặt hết tất cả người ở bô xa, người chống cộng cầm cờ vàng ấy là Việt Gian. Cảm ơn ông Ngô Kỳ. Phát huy. Vâng ạ. Thôi bây giờ là cũng lâu rồi. Cảm ơn Ok, Ngô Kỳ nhá. ông cái này nhé, cái này tôi quay nha. Hồi nãy đang nói chuyện không, ông Trump ông cầm cờ đỏ sao vàng của cộng sản Việt Nam đó. Thì cũng không mới lạ gì đâu, năm thập niên 80, gần 90 đó, tôi đưa cờ vàng qua sọc đỏ Việt Nam Cộng Hòa cho ông cố tổng thống George Bush cha đó. Ông cha là nổi tiếng đó, là hồi đó là ổng làm 8 năm phó tổng thống của Ronald Reagan, rồi sau là ổng làm tổng thống đó. Rồi ổng có đứa con là George Bush con làm tổng thống đó, mà ổng cũng cầm lá cờ vàng qua sọc đỏ, ông tung bay cái chuyện à, hiểu không? Cho đó cái chuyện ông Trump cầm cờ cộng sản Việt Nam có gì đâu hãnh diện Không đâu, tôi không sẽ nhà không này, bỏ qua một cái nước nào đó đây nhà ông nói ông Ngô người Kỳ dân Việt ơi, Nam là cầm ông Donald Trump run ấy, rẩy ông Donald Trump người thì thấy không, cầm cờ. tôi nói ông này, ông Ngô Kỳ này, ông Donald Trump ấy thì ông ấy biết chắc chắn cờ đỏ sao vàng là cờ của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, đúng không? Chắc chắn ông biết Đúng đúng rồi. đúng Nhưng mà ông đúng Bút con ấy, ông ấy khi ông Ngô Kỳ đưa cái bút cờ, cha, à ông Bút ấy cha ấy, ông bút cha ông ấy khi mà ông ấy Ngô Kỳ đưa cho ông Bút cha cái cờ vàng ấy, thì ông Bút cha lại tưởng là đây là một cái nhãn hàng gì đó, là có khi ông cầm ông vây vây chơi như trẻ con đấy, chứ ông không biết là... anh riêng ta tôi để chữ Việt Nam mi, tôi cắm cờ khoảng mấy chục lá cờ Mỹ cờ Việt, và ông anh xuyên tạc rõ ràng, anh xuyên tạc, anh biết ông bức cha là gì không? Ông là giám đốc CIA, ông làm đại sứ, ông làm chủ tịch Liên Hiệp, ông làm tổng thư, ông làm đại sứ tại Liên Hiệp Rồi, Quốc, ông là rồi, phó rồi, tổng rồi. thống tám Ôi, năm, Ngô Kỳ ông làm ơi, bốn bây giờ năm này. mà anh dạy là xuyên tạc Bây gì? giờ ông Ngô Kỳ này nhá, hôm bữa đó ông Ngô Kỳ gặp ông Bút Cha là lý do gì, gặp lý do gì mà được gặp ông Bút Cha, gặp theo cái Tôi gặp ông Bút Cha còn còn chục ít nhất 10 lần, rồi tôi là đại biểu của ông, tôi là delegate cho Bút Cha, Bút John này nọ mà nhá. tôi gặp mấy ông cả 10 lần mười mấy lần cái đó, cái chuyện Thế tôi gặp ông là chuyện bình hoặc thường, hoặc chứ là không phải là người ta cho tiền để mà gặp rồi, gỡ bắt cái tay đâu, không phải đâu. hoặc ông ấy Bút ấy, thì ông ấy gặp ông Ngô Kỳ ấy, thì đất nước Hoa Kỳ là một cái hợp chủng quốc. Thế ra có khi ông cũng nghĩ ông là một người thổ dân, nó cầm cái cờ thổ dân nó vàng vàng sọc sọc với vui mắt, ông cũng không biết nó là cờ của Việt Nam Cộng Hòa, vì quốc gia mới có tồn tại đâu, ông ấy biết thừa là một cái... Anh có đọc lá thư của ông Bút Cha viết thì máy bay không? Ông nói một tỷ kiến nghị của cộng đồng Việt Nam tôi sẽ đưa ra thảo luận tại Hội đồng An ninh Quốc gia và tòa Bạch Ốc. Tổng thống Mỹ viết thư trên máy bay, tôi gặp ông Bút Cha trên máy bay trên limousine, tôi gặp cả chục lần rồi, do đó vấn đề đặt ra các anh không biết gì, các anh nói tôi lắm. Ông Phương Hùng cũng nói là ông Ngô Kỳ Ông làm Phương màu Hùng làm mà. mè, làm màu làm mè, cái đó là cái bức thư hàng fake, fake news ông đưa lên ông ghép vào để ra vẻ Để là đây tôi gửi cho anh tên tên e phục quan trên máy bay, ông viết trên máy bay đang bay đi về qua tỉnh đó. Còn bây giờ anh là người chửi Nguyễn Văn Hùng mà trên trên Việt Vi Sinh anh chửi nó cả 8-10 bài không không rồi, mà những người tôi không mà người chửi, ngày xưa bạn của anh mà tôi đồng không chí của chửi, anh mà, đấy là khán giả người ta vạch mặt ông Phương Hùng. để tôi nói trên đài các Vâng. anh á, trên đài các anh Vâng. hello con dễ thương mà. Thì do đó anh mà vâng mẹ cấp 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 miệng lưỡi anh lanh quá, tôi thua các anh, có miệng các anh lanh quá. Ngô Kỳ ra baby đòi ngủ rồi.
Muộn rồi, đấy baby đòi nghỉ Rồi. rồi. Vâng, Bye. thôi ông nhớ, chúc Chào chào. chúc Ngô Kỳ giữ gìn sức khỏe nhá. Sau cái đợt Covid từ Chào trước. cố gắng nhá. Vâng, Ok, rồi. lần sau Xin chào cả cũng nhà. không phải live stream ở cái cửa vàng đâu. Thấy ông live stream xong mọi người bảo về ông lại ốm mệt sân si gì cho nó khổ ông ạ. À. Bye bye ạ. Trong lòng